Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty chuyên về các dịch vụ làm đẹp bằng các dòng máy hiện đại nhất, đời mới nhất, phục hồi sự trẻ hóa của da chỉ sau một lần trị liệu. Ngoài ra, Cindy Sydney Beauty cũng chuyên nhận tư vấn và cung cấp tất cả các dòng máy làm đẹp cho các beauty salon với giá cực kỳ hợp lý, chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm tốt nhất. Salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học beauty và các lớp chuyên biệt nâng cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số 0481 944 506. Kiều Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật phổ thông của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được làm việc trở lại với luật sư Trần Hữu Trung. Kính chào luật sư Trung. Xin chào cô Kim Hoàng. Chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả. Và kính thưa luật sư, ngày hôm nay luật sư trở lại cũng là cái chương trình đầu tiên sau khi nước Úc của chúng ta có một cái chính phủ mới, đó là chính phủ lao động, thay thế cho chính phủ liên đảng tiền nhiệm của Thủ tướng Scott Morrison. Và với một chính phủ mới thì chúng ta cũng có một tân bộ trưởng mới trong lĩnh vực di trú. Không biết là cái người bộ trưởng này sau vài tháng đã nhậm chức thì có thay đổi được gì trong cái quá trình xét duyệt hồ sơ hoặc là những cái gì liên quan đến di trú, nó có những thay đổi gì lớn lao hay không thưa luật sư? Xin cảm ơn Kim Hoàng đã có một câu hỏi rất là thời sự. Và thưa quý vị, như quý vị đều biết, di trú là một lãnh vực mà người tị nạn và di dân chúng ta rất là chú ý, bởi vì có liên quan đến vấn đề chúng ta bảo lãnh cho người thân qua đây hoặc là tạm trú hoặc là du lịch hoặc là thường trú luôn. Cho nên nó là một lĩnh vực rất là quan trọng và đồng bào ta rất quan tâm. Cho nên hôm nay tôi xin đưa đến quý vị và Kim Hoàng một số những thông tin mới nhất từ bắt nguồn từ ngay bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dạ, bà Claire O'Neill. Vâng. Thì như quý vị đều biết là Bộ Nội vụ là một bộ quan trọng, một bộ lớn, và trong đó bao gồm nhiều cơ quan, thí dụ như AGO và Bộ Di trú. Bộ Di trú nói cách khác là nằm ở trong Bộ Nội vụ. Thì thưa quý vị, tân Bộ trưởng Bộ Di trú và cả bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ đều tuyên bố là hiện nay thì họ bị một cái gia tài để lại cho con không có được tươi đẹp lắm từ chính phủ Morrison về vấn đề di trú. Ở chỗ là họ nói họ bị kẹt tới, thưa quý vị, 1 triệu hồ sơ. 1 triệu hồ sơ không giải quyết. Bị tồn động một cái nguồn quá nhiều và cũng không biết là tới bao giờ mới có thể giải quyết được. Vì thế mà quý vị thấy cái sự chờ đợi visa nó quá lâu trong chính phủ cũ. Và chính phủ mới thì họ đã cố gắng, họ nói là từ lúc họ cầm quyền đến bây giờ cũng mới có mấy tháng. Nhưng mà họ đã giải quyết được 100 ngàn hồ sơ. Có nghĩa là 10%. Vâng, thì còn kẹt 900 ngàn nữa. Cho nên họ đối phó bằng cách, thưa quý vị, là theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Di trú mới, thì họ đưa ra 56 triệu để mướn thêm 500 nhân viên. Để có thể giải quyết hồ sơ cho nó nhanh hơn. Vì cái con số 1 triệu thì quý vị đều biết là chắc là chưa bao giờ, chưa có một cái chính phủ nào nó có một cái hồ sơ, cái số lượng hồ sơ tồn động lớn tới như vậy, phải không thưa luật sư? Đúng vậy, bởi vì lý do là Bộ trưởng Bộ Di trú hay là Bộ Nội vụ cũ là ông Peter Dutton, thì cái thái độ của họ đó là họ giảm cái con số visa từ 200 ngàn xuống 160, và từ đó nó bị động quá nhiều và họ cũng không muốn giải quyết. Thì thưa quý vị, là ngoài cái vấn đề mà
Bộ trưởng Bộ Di trú mới cố giải quyết như chúng tôi vừa thưa quý vị đó, thì họ Bộ trưởng Bộ Nội vụ có đưa ra một cái chương trình họ sẽ cải tổ lớn, cải tổ rất lớn ở cái chỗ là bà Bộ trưởng sẽ thuê 3 chuyên viên chuyên về di trú để họ duyệt lại toàn bộ cái hệ thống di trú của Úc. Bởi vì theo bà Bộ trưởng mới đó, thì chính phủ cũ họ có cái thái độ là keep mọi người out, tức là họ không có muốn cho vào. Thế nhưng mà quan niệm của bà Bộ trưởng mới là nước Úc này phải cần di dân và phải ganh đua competition với những nước khác. Không có thì những người người ta có tài đó thì người ta sẽ nhảy người ta sang. Nản, người ta không thể chờ đợi được ở Úc, người ta sẽ đi Canada và người ta sẽ đi Anh Quốc hoặc là Hoa Kỳ. Đúng. Tất cả các quốc gia đều đang săn cái số lượng di dân tay nghề rất là cao này. Đúng vậy. Cho nên thí dụ như Canada mở rộng hay là tôi có rất nhiều thân nhân ở Mỹ thì tôi thấy ở bên Mỹ di dân rất là dễ. Thí dụ như bà chị tôi lãnh cho một đống con. Việt Nam mình thì truyền thống đông con, 8 đứa con. Thế rồi đứa nào cũng có vợ có con. Ở đây thì chịu chết, không lãnh được. Nhưng bên Mỹ, bà chị tôi lãnh, rồi con này, rồi cháu đi luôn một lúc. Thế thì thưa quý vị, chính phủ mới người ta coi lại. Thì bà Bộ trưởng mới, bà ấy phát biểu là chính phủ cũ người ta có cái quan niệm là không cho vào nhiều hay là phủ nhận luôn, nhưng mà cái thái độ đó phải thay đổi, là bởi vì cái sự cạnh tranh nhân tài ở trên khắp thế giới. Vâng. Thật ra thì di dân là một trong những cái nguồn lực đem đến một cái khoản ngân khoản có thể nói là casual cho chính phủ trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng ta cũng thấy được là bởi vì cái biên giới của nước Úc đóng cửa do đại dịch mà cái vấn đề di dân nó trở nên quan trọng, và chính phủ hiểu được nếu không có di dân, tất cả những cái ngành sinh hoạt của Úc nó hầu như nó bị tắc nghẽn, cho tới bây giờ nó vẫn tắc nghẽn vì vấn đề thiếu hụt nhân công tay nghề. Đúng vậy, đặc biệt là thí dụ mình thấy cái hậu quả là ở vùng quê người ta làm farm, không có người hái trái cây, cứ phải đổ đi. Cho rơi tự do thôi. Đúng. Hoặc là cô thấy avocado trước để đánh, bây giờ rẻ như bèo, có khi chỉ một đồng một trái hoặc là hơn một đồng. Thì thưa quý vị, đấy là vì cái chính sách di dân của chính phủ cũ có thể là sai lầm như là nhận định của bà Bộ trưởng mới, cho nên mình sẽ hy vọng là có những cái luồng gió mới và họ sẽ coi lại toàn bộ hệ thống và hy vọng là có thể có những cải tổ để mà người Việt Nam mình không phải chờ đợi quá lâu. Thí dụ như là visa cha mẹ, lúc đầu visa cha mẹ và loại đóng tiền. Thưa quý vị, người khách đầu tiên của tôi là một ông ở Hà Nội thì chỉ có 3 tháng là ông qua. Thế sau đó thì lên 3 năm rồi 4 năm, bây giờ là 5 năm, 5 năm rưỡi có khi chưa kêu đến. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà Covid đó, họ đóng lại luôn. Họ không xét hồ sơ. Thành ra bây giờ đó, những đứa con đi theo nhiều khi bị kẹt cứng. Lúc này chúng lớn rồi. Lúc nếu mà 3 năm thì mình kịp, nó chưa tới 23. Bây giờ thì đợi lâu quá, nó 23, 24 rồi là không được đi nữa. Thì đấy là cái hậu quả mà không tốt. Ngoài ra thì cũng theo chính sách mới của Bộ Y trú, người ta sẽ làm dễ dàng hơn cho những người đi theo di dân và visa tay nghề, gọi là skill visa đó. Người ta sẽ cho thường trú dễ hơn. Trước đây thì tạm trú thì dễ, nhưng mà thường trú rất là khó. Làm cho nhiều người người ta nản. Và cũng một tin vui nữa là chính phủ mới, theo chính sách mới của họ, thì họ sẽ để cho các tiểu bang được lãnh nhiều hơn.
theo cái nhu cầu của tiểu bang. Thí dụ như tiểu bang New South Wales hay là Victoria là những tiểu bang lớn, cần nhiều công nhân chẳng hạn. Thế thì người ta sẽ cho tiểu bang được quyền rộng rãi hơn để mà nhận những người có tay nghề để mà giúp cho cái nền kinh tế của tiểu bang nó tiến triển. Và một điểm chuyên môn ở trong nghề nữa là quý vị nào đã từng xin visa về skill đó, thì chính cái sách cũ người ta bắt, nó có gọi là labor testing, phải có cái, phải chứng minh là tôi đã cố gắng, chủ đó phải chứng minh là tôi đã đi tìm nhân viên địa phương mọi nơi địa phương mà nó không ra, thì bây giờ họ mới cho lãnh. Thì chính phủ mới họ nghĩ là họ sẽ bỏ cái đó. Họ bỏ cái đó tại vì họ nói là nó mất thì giờ và nó không có hiệu quả gì cả. Có nhiều khi người ta phải đóng kịch, người ta đăng báo rồi người ta làm cũng luôn hết, mà nó thực tế đó thì nó không đúng như vậy. Thành ra cái đó làm mất thì giờ. Họ biết là đang diễn với nhau cho nên là họ dẹp hết những cái diễn này đi để cho đi thẳng vào vấn đề thôi. Đúng. Cần người thì cứ bỏ lãnh qua để làm việc, đúng, để đúng. Phát triển nền kinh tế cho Úc. Đúng như vậy. Vâng. Quan niệm của các cơ quan truyền thông tại Úc như thế nào với những cái sự lợi, với những cái lời tuyên bố và những cái thay đổi mà Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill đã tuyên bố, thưa luật sư? Vâng, theo chúng tôi đọc những cái bài bình luận của những cái tờ báo lớn như là tờ Herald ở Sydney, thì họ rất là hoan nghênh cái những cái cải tổ đó. Bởi vì sao? Bởi vì nước Úc là một nước có truyền thống di dân. Giống như nước Mỹ và Canada, người ta dân địa phương không chịu sinh đẻ, cho nên thiếu thợ, người già thì đông. Bây giờ tốn bao nhiêu tỷ để nuôi các cụ cao niên ở trong những nursing home, rồi người ta đang điều tra là vì có những cái gọi là cẩu thả trong vấn đề chăm sóc người già. Thế nhưng mà lại thiếu người trẻ để xây dựng. Và kinh nghiệm cho thấy là ngay ở đâu không ra, ngay bên tàu. Chính sách là không chỉ cho một con, thì bây giờ là thiếu. Thiếu. Bây giờ là trở thành một cái nước mà có dân số già cao nhất thế giới. Già cao nhất thế giới và không có người trẻ để xây dựng. Cho nên chính cái anh Cộng sản Trung Cộng, thì anh ấy là thất bại. Cho nên... còn những cái nước mà người ta có truyền thống di dân như nước Mỹ hay là Canada thì họ vẫn tiến bộ, bởi vì họ nhận những người trẻ vào để mà bù đắp lại cái số người cao niên quá nhiều. Thưa quý vị, đó là chúng tôi nghĩ là các báo chí đều gọi là hy vọng và tin tưởng ở những cái cải tổ mới của chính phủ mới. Và chúng tôi nghĩ là họ đã bắt tay vào việc, bởi vì họ đã thực tế đưa ra cái kế hoạch là họ sẽ dùng 3 chuyên viên có tiếng về vấn đề di trú để đưa ra những cái cải tổ cả cái hệ thống cồng kềnh và chậm chạp. Đơn của giản cái hóa hệ thống vấn đề. Cũ, đơn giản hóa và làm cho vấn đề nhận di dân nó hợp lý hơn, nó dễ dàng hơn. Chúng tôi nghĩ, lúc nào cũng nghĩ lạc quan, đó là có lợi cho cộng đồng của ta, nói riêng. Vâng. Và với cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa luật sư, một cái vấn đề mà mọi người vẫn rất là nôn nóng, đó là cái quá trình bảo lãnh của họ. Và trong số những cái hồ sơ bảo lãnh thì cái bảo lãnh theo diện partner, vợ chồng đó là một cái nhân số nó vẫn chiếm tỷ lệ rất là đông. Nhưng mà trong hàng loạt những cái chương trình mà chúng ta đã thực hiện về những cái loại visa partner như thế này, có nhiều cái lý do đưa ra vì khi mà hồ sơ bị bác. Còn hiện nay có một cái trường hợp mới hơn là cái hồ sơ, khi mà một cái người xin hồ sơ thì họ lại đang có một cái quan hệ mới, một cái tình cảm mới. Và trong cái vấn đề này thì làm thế nào để họ vẫn có thể có được visa, thưa luật sư? Vâng, xin cảm ơn Kim Hoàng đã đưa ra một cái đề tài có thể nói hơi nhạy là cảm một chút xíu.
khó khăn. Dạ vâng. Và nhưng mà nó cũng rất là con người. Dạ. Vì thưa quý vị, như quý vị đều biết, không có cuộc hôn nhân nào có thể gọi là perfect. Kể cả những cuộc hôn nhân của vua chúa, của thủ tướng nọ kia, thì quý vị đều thấy thí dụ như là vua chúa như là Diana với Charles, bây giờ gọi là King Charles đó. Dạ, vâng. King Charles đệ tam. Đệ tam. Dạ, vâng. Thì Diana lên truyền hình nói là cuộc hôn nhân của chúng tôi đông quá, so crowded. Bởi sao? Có tới 3 người. Thì như quý vị đều biết là ông Trao, ông mê mẩn bà Camilla là người tình cũ. Thì cái đó là chuyện cá nhân của ông ấy thì mình cũng không thể hiểu được. Bởi vì nếu mà so mà sắc đẹp ấy, thì Diana vừa trẻ vừa đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng mà không hiểu sao ông lại... Con tim nó có cái lý lẽ riêng. Thì đấy, ông không? Lại mê mệt bà Camilla để cho cái cuộc hôn nhân đáng nhẽ là giống như thần tiên đó. Thì lại bị problem. Dạ, thì thưa quý vị, kết thúc một cách nó rất là cho nên đau đớn. Đau đớn, và cho nên người ta mới nói là không có cuộc hôn nhân nào nó gọi là hoàn thiện, perfect cả. Thế nào nó cũng có những cái trục trặc. Dạ. Thế thì thưa quý vị, bộ di chú thì người ta lại đòi cái cuộc hôn nhân lý tưởng đó, perfect. Bởi vì trong luật của bộ di chú đó là Migration Regulation đó, là điều 1.15a đó, người ta có đòi như thế này. Anh và chị phải quyết tâm sống chung với nhau, loại bỏ tất cả mọi người khác. Nói một cách khác, theo mượn ngôn ngữ của công nương Diana thì là không có crowded. Yeah. Không có người thứ chỉ ba. Chỉ có hai người thôi. Chỉ có hai người thôi, và chỉ có hai người mà thôi. Yeah. Thì cái đó quá thánh thiện. Thế thì nếu mình có người thứ ba, ví dụ như người vợ đang xin visa hay là người chồng đang xin visa mà lại có tình nhân chẳng hạn, và bộ y chú biết được hoặc là có người tố cáo, thì thường thường là họ sẽ bác. Bởi vì họ nghĩ rằng là không đúng luật. Bởi luật nói rõ mà, là anh phải loại bỏ tất cả những người khác, chỉ có hai người thôi. Sao bây giờ lại có đáng nghe ông A thôi, bây giờ có ông B lén vào, hay là thay vì ông A, ông có vợ, ông ấy nó đang xin visa, ông lại mê bà hàng xóm chẳng hạn nhé. Đấy là vấn đề lớn. Yeah. Thì thưa quý vị, theo kinh nghiệm của chúng tôi, đầu tiên á, nếu có người tố cáo thì bộ di chú họ cho mình 28 ngày để trả lời. Yeah. Xem sự thể nó ra sao, mình phải giải thích. Thì tất nhiên là quý vị có quyền giải thích, nhưng mà trong thực tế đó, ít khi người ta chấp nhận. Ít khi chấp nhận. Và tôi trong mấy chục năm hành nghề, tôi thấy chỉ có một trường hợp mà chúng tôi giải thích rồi họ chịu. Là khách hàng của văn phòng của mình. Thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nghĩa là mình chỉ là làm cho có thôi chứ không hy vọng gì hết. Không hy vọng gì. Nhưng mà kết quả thì nó quá là nhiệm màu. Nó ngoài sự mong ước của mình. Vì tôi cứ nghĩ là sẽ phải chống ra tòa. Thế thì thưa quý vị, trong trường hợp đó nó như thế này là cô bé thân chủ của tôi đấy, sinh viên. Thì trong khi ông chồng thì đi về Việt Nam làm ăn cả năm. Ở đây cô ấy có bầu, rồi cô ấy đẻ đứa bé. Thì cô ấy mới hỏi tôi là chú bây giờ con khai là con của anh ấy, rồi mình đưa khai sinh mình nạp thì được không chú? Thì tôi mới nói là nó không dễ dàng như thế cháu. Bởi sao? Bộ y chú họ khôn lắm. Trước khi cho cháu visa ra, họ sẽ xem, nó gọi là movement record, xem anh chồng đi đâu. Nghĩa một năm không về thì làm sao mà vợ có thể có thai? Thì nó ra ngay là cháu có bầu đẻ con trong khi mà anh chồng ấy đang ở Việt Nam.
thì thôi bây giờ đó mình thú thật đi, mình nói đó thì bữa đó cháu đi party cháu say rượu lỡ có bầu, bây giờ đẻ ra cái thằng cu này thì tôi công nhận cái lỗi của tôi, cho nên tôi đã báo chồng tôi, chồng tôi tha thứ cho tôi, nhưng mà tôi phải làm khai cho các anh chồng luôn, anh chồng cũng biết nhưng mà nhận đứa bé đấy. Thế thì chúng tôi mới trình bày bộ ý chú, nó cũng rất là hồi hộp, xem thì mình cũng nghĩ là người ta sẽ bác, thì chỉ mong là tòa nhân đạo họ coi lại thôi. Thì thưa quý vị, tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi sau khi gửi cái lời khai đi rồi, thì cỡ một tuần sau thì cô của bộ di chú mới gọi cho tôi. Rồi cô nói tôi muốn nói chuyện với ông về cái case của khách hàng của ông tên cô Nguyễn Thị A chẳng hạn. Thì tôi nói vâng vâng, tôi đang nghe đây. Thì cô ấy lại nói thế này làm tôi mừng. Cô ấy hỏi cái thằng bé bây giờ nó làm sao, ông có khỏe không? Một câu hỏi rất là tử tế. Tôi thấy cô này thì hỏi thế này thì chắc là có hy vọng đấy. Thế tôi nói cái đứa bé nó lớn khỏe vui vẻ, và chúng tôi có làm lời khai chắc cô có nhận được. Cô bảo cô nhận được, bây giờ cô ấy đang xét và có thể trong tuần sau cô ấy sẽ ra quyết định. Thì tuần sau cô cho cú điện thoại đó vẫn chưa cho trả lời là chưa họ không có trả lời cho hay không thì mình vẫn hồi hộp, nhưng mà tôi nghe cái giọng là hỏi thăm thằng bé thì mình cũng thấy đỡ lo cho thân chủ của mình. Thì chỉ có một trường hợp đó tôi thấy là họ chịu, có lẽ là cái lý do họ cho chấp nhận cái visa là bởi vì họ nhìn ra cái sự thành thật của cái người applicant. Đúng rồi. Vâng, tại nếu là rất là ít người có thể thành thật mà nhận lỗi như vậy. Vâng. Cho nên là cũng có thể là mình đi bước trước bộ di trú, thay vì để họ điều tra thì mình cứ tự nhận hết. Đúng. Và đây cũng chắc có lẽ là cũng là cái kinh nghiệm mà luật sư muốn chia sẻ cho khán giả của Vietfay TV. Đúng vậy. Tôi muốn chia sẻ như thế này là nếu mà có người thứ ba đó thì thường thường bộ ý chú người ta sẽ gạt. Mặc dầu trên giấy tờ người ta nói, trên nguyên tắc người ta nói cho mình giải thích vân vân, nhưng mà giải thích nhiều khi người ta cũng không chịu. Vậy ta cứ cứng ngắc áp dụng cái luật, tại luật nó nói rõ như thế là mình phải loại bỏ tất cả những người khác. Thì cái đó là quá lý tưởng và quá thánh thiện, mình phải nói như thế. Thế thì thưa quý vị, tuy nhiên quý vị có thể có cơ hội nếu mình chống lên tòa. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì tòa án liên bang, tất nhiên bộ ý chú bác, rồi tòa tái xét bộ gọi là tribunal đó, appeal tribunal AAT cũng bác luôn, chống lên tòa federal court. Thì cái bản án này đó lại là bản án liên quan đến người Việt, bởi vì cái người mà chống ra tòa là họ Cao. Thì bản án đó hiện nay vẫn được tòa tái xét về di trú áp dụng. Và nghĩa nó thành một cái tiền lệ và một cái án lệ. Án lệ. Thì án lệ này vừa mới áp dụng cho một thân chủ của tôi. Và thì ông tòa đó, ông ấy dùng cái án lệ Cao đó. Thì cái án lệ nói như thế này: không cuộc hôn nhân nào là hoàn thiện, perfect cả. Có những cuộc hôn nhân mấy chục năm nhưng mà ông chồng ông ấy ăn vụng nhiều lần. Tại vì Việt Nam mình thì có câu là trai năm thê bảy thiếp, hoặc là có chồng thì mặc có chồng, ở đây vắng vẻ tơ hồng cứ xe, ấy là người ta cứ tấn công. Thế thì có những người không phải là một lần mà ông ăn vụng rất nhiều lần mà bà vợ không biết chẳng hạn. Thế nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng của người ta nó vẫn tiến hành, chứ không phải vì người ta đi ăn vụng một lần mà nó hỏng. Cho nên ông chánh án này cũng xét rất là nhân đạo và rất con người. Theo nhận xét của tôi, ông nói như thế này: trừ khi nào á, cái người tình và cái người xin visa đó có một cái liên hệ, tiếng Anh nó gọi là like husband and wife, tức là nó giống như là cuộc sống của vợ chồng, và người ta quên cái cuộc sống vợ chồng kia thì mới bị.
còn người ta lỡ, người ta lỡ một vài lần, lỡ một vài lần thì ông bảo ok. Cho nên cái ông tòa trong cái vụ thân chủ của tôi đó, ông ấy dùng cái án lệ đó và ông cho visa. Có nghĩa là hai cái trường hợp luật sư nêu ra, một trường hợp là bởi vì đã thành thật khai báo trước khi bị Bộ Di trú phát hiện. Và trường hợp thứ nhì, mặc dù thân chủ đã xác nhận là có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác trong lúc đang xin visa, nhưng bởi vì chúng ta may mắn là đã có một cái án lệ rồi, cho nên là chúng ta vẫn còn có hy vọng và vẫn trong cái trường hợp này thì vẫn được thông qua. Và những trường hợp khác tương tự thì vẫn có hy vọng sẽ... cũng sẽ được thông qua như thế này. Đúng đừng vậy. Có vội thất vọng phải không? Đừng có vội thất vọng là vì này, cái điều dễ hiểu là bội chú thì họ khó khăn, họ cứ bác cái đã. Thế nhưng mà cái hệ thống của Úc nó cũng công bằng cái chỗ là cho mình cái quyền khiếu nại. Đấy. Thì họ phải trả tiền thông dịch viên, họ phải trả tiền cho các ông tòa, bà tòa, nó tốn tiền lắm. Nhưng mà vì là xã hội dân chủ công bằng, cho nên quý vị còn có một cái cơ hội. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị là đừng thất vọng khi mà Bộ Y chú bác vì có người khác. Mình vẫn còn có hy vọng ở trên tòa. Vâng, lên tòa cao nhất thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Và đó là những cái trường hợp điển hình đã thành công, trong khi chính bản thân luật sư thì cũng nghĩ rằng cơ hội thành công nó rất mong manh. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết được, có nghĩa là tới 30 rồi mà chúng ta cũng nói là không, chưa thể gọi là Tết là như vậy. Bởi vì một cái điều bất ngờ, một cái kết quả mầu nhiệm nó luôn luôn xuất hiện. Và kính thưa quý vị, quan trọng nhất trong những cái hồ sơ di trú như thế này là cái quá trình chúng ta nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và những cái lý luận, những cái lời giải thích của chúng ta khi mà bị Bộ Di trú bác bỏ. Và qua những cái thông tin đó thì chúng ta mới có cơ hội để mà lật ngược lại thế cờ, và để cho chúng ta có được những cái kết quả mỹ mãn như thế này thì ngay từ bước đầu chúng ta phải chọn mặt gửi vàng, có nghĩa là phải chọn những cái văn phòng di trú có uy tín để có thể đảm bảo hồ sơ của mình được quan tâm và theo dõi đúng mức. Trước khi kết thúc chương trình, không biết là luật sư có những gì muốn gửi đến cho khán giả của Vietfay TV hay không? Vâng, xin cảm ơn Kim Hoàng. Cái điều mà chúng tôi xin được thưa với quý vị là thứ nhất là đừng quên là quý vị ở đây có quyền khiếu nại chống lên tòa khi mà có những cái quyết định bất lợi của Bộ Di trú, và đừng ngạc nhiên nếu bị Bộ Di trú sau khi mình giải thích họ vẫn không chịu. Nhưng mà quý vị còn có một cái con đường, một cái hy vọng, tức là tòa trên sẽ xét lại. Và điều thứ hai là hiện nay theo báo chí thì chính phủ mới sẽ có những cải tổ rất lớn về vấn đề di trú, và những cải tổ đó theo thiện ý có lợi cho chúng ta. Rất cảm ơn những thông tin khá là quan trọng của luật sư cho chương trình Pháp Luật ngày hôm nay. Xin cảm ơn Kim Hoàng. Chúng tôi xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình sắp tới.